Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về góc xe tải cũ nhé. Thì trên màn hình như các bạn đã nhìn thấy thì chúng tôi sẽ giới thiệu về các bạn một cái dòng sản phẩm xe tải cũ của một khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh gửi bán cho chúng tôi nhé. Đây là tổng thể xe nhé. Đây, nhìn dưới hộp số, cầu hộp số nhìn rất mới nhé. Bây giờ trước tiên là khi các bạn đi mua xe tải cũ thì các bạn hãy nhìn khung gầm và động cơ nhé, và nhìn coi xe nó có cắn đụng hay không. Còn đối với mình, xe này thì chưa cắn đụng gì nhé. Khách hàng của mình là mua về để chở chở dừa nhé, nhưng mà do thời điểm này không làm ăn được cho nên bán cái xe này đi. Xe này sử dụng lốp là lốp DRC với kích thước lốp là 825R16. Đây, lốp còn mới nhé. Xe này là sử dụng động cơ Hyundai. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về xe nhé, để cho các bạn hình dung nhé. Xe này là xe Hyundai 120SL do nhà máy Đô Thành lắp ráp. Xe sử dụng động cơ Hyundai D4DB, công suất mã lực là 130 mã lực, sử dụng ga cơ nhé. Bây giờ kích thước thùng của xe thì chiều dài của xe là 6m3 lọt lòng, chiều cao là 1m850, chiều rộng là 2m060. Đây, khung gầm của xe, cầu nhé, nhíp nhé, nhìn rất là mới, đang khách hàng chạy rất là ít. Xe này mua tháng 4 năm 2018 mà đã chạy được 37.000 cây nhé. Cái này là km thật nhé, chứ chúng tôi không quay số này kia nhé các bạn. Thì chúng tôi không phải là dân chuyên nghiệp bán xe cũ, cho nên chỉ cái gì những khách hàng mà mình bán thì mình thu lại thôi. Đấy, thùng bọng này cũng đang rất mới nha, lốp về lốp zin, lốp xe cua chưa sử dụng luôn. Đây, lốp là lốp của theo xe nhé. Đây là thùng mũi bạt mở 7 bừng, mỗi bên 3 bừng và sau 1 bừng. Cửa sau thì mở lên. Xe này tải trọng là của nó là 8 tấn 1, tổng tải trọng là 12 tấn. Đây, bây giờ là mình sẽ đưa dẫn các bạn vào trong thùng xe để coi chất lượng cái thùng nó như thế nào nhé. Đây, khách hàng chở dừa, khách hàng cũng mới chạy xe này lại bên showroom bên em thôi, thì em đã quay để đưa lên cho khách hàng các bạn tham khảo ha. Đây, vít trong nhé, khung xương thì bằng sắt, vuông 440, nhưng mà khách hàng người ta về do chở dừa nên có hàn thêm mấy cây sắt thêm mấy cái sắt. Đây, lốp sau, lốp này là lốp zin của theo xe này, lốp 825R16. Nhíp sau nhé, sắt xi đang mới, chưa có vấn đề gì. Bên em cũng chưa rửa xe này luôn á, tại khách hàng để lâu rồi, khách hàng không chạy á, nên người ta cũng rửa sơ rồi. Bây giờ bên em đưa về bên em, chạy lên bên em nhờ bên em bán là đang mới luôn á. Xe này của khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Lý ở Thủ Đức nhé. Thì em cũng chia sẻ thật như vậy, bên em thì không phải là nhân chuyên nghiệp về xe cũ, cho nên khách hàng gửi thì bên em bán. Cái xe này khách hàng muốn bán, cái giá của nó là 720 triệu, có thể thương lượng nhé. Đây, bây giờ em sẽ giới thiệu sơ về cái nội thất xe nhé. Nội thất xe thì đang zin, đang mới như hình ảnh luôn, bên em quay thực tế nhé, không có gian dối gì hết. Quý khách hàng mà quan tâm về dòng xe cũ thì cứ subscribe kênh của em, đăng ký kênh nhé. Khi nào có xe mới, xe cũ mà khách hàng gửi bên em sẽ đăng lên, thì quý khách hàng có thể biết, nắm được thông tin và
lấy xe đó ha. Cái xe này là chạy 38.281 km này, nội thất đăng rin luôn. Tất cả mọi thứ đang nguyên vẹn nhé. Nếu cái khách hàng mà mua về mà hơi kỹ thì về nên sửa lại cái thùng tí là nó đẹp. Tại vì thực chất đây cũng là xe cũ thôi. Bên em thì khách hàng gửi thì bên em cũng không làm gì hết. Cái này bên em nói thật là khách hàng gửi nhé, không phải là khách hàng bên em thu mua bán nhé. Tụi em thì không bán xe cũ, nhưng mà những khách hàng gửi thì bên em vẫn cho gửi để chào dùng, bán dùng cho khách hàng. Nếu mà quý khách hàng mà có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại mà em có đăng trong clip ấy. Thì giá của nó bây giờ khách hàng mà mong muốn là 720 triệu. Nhưng mà quý khách hàng có thể, các bạn có thể yêu cầu thương lượng với chủ xe. Đây ghế là ghế da nhé. Hồi xưa là xe này là ghế là ghế nỉ, nhưng mà khách hàng về bọc da rồi nhé. Vẫn đang rin, khách hàng cũng không thay đổi gì nhiều với cái xe này. Chỉ lắp mỗi cái ba ga mui, với là làm thêm ghế da. Để chút xíu nữa em sẽ quay về động cơ cho mọi người xem. Đấy, đây là động cơ xe nhé. Động cơ xe đang mới, chưa có vấn đề gì, chưa xét rỉ, chưa có một lỗi làm gì nhé. Thì có gì em nói nấy, xe thì xe thực tế nhé. Cái này các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại lên màn hình để em sẽ cho địa chỉ rồi mọi người lên coi xe thực tế nhé. Xe này thì chất lượng thì mọi người phải khỏi bàn cãi. Thứ nhất là giá cả nó rất là hợp lý, thứ hai nó thùng nó dài, thứ ba là nó tải trọng nó rất là cao. Nếu mà for phân khúc của cái xe này, nếu mà các bạn mà mua cái dòng phân khúc xe này ấy, thì bây giờ hiện tại nó không có nữa nhé, nó không còn trên thị trường. Thì bên em thì chỉ thu lại xe của khách thì bán dùm cho khách thôi. Đây, máy này, máy đang còn mới nhé, không phải suy nghĩ gì hết. Máy còn rin 100%, chưa bốc phốt gì hết á. Rồi thì video em cũng quay sơ vậy thôi. Nếu mà các bạn mà muốn nhu cầu mà mua xe hay là coi xe thì trực tiếp liên hệ bên em. Ví dụ như xe em có bán rồi thì khách hàng có bán rồi á, thì quý vị các bạn hãy thông cảm. Còn các bạn mà nhu cầu xe mới, xe cũ á, thì xe cũ mà khách hàng ký gửi nhé, chứ bên em không phải là thu về thu đi bán lại nhé. Thì các bạn cứ gọi số điện thoại trên màn hình rồi bên em sẽ rồi đăng ký kênh, để nếu mà có những xe cũ bên em sẽ đăng lên cho các bạn xem ha. Và đến đây em cũng xin kết thúc video. Xin cảm ơn tất cả mọi người.